Hello và xin chào tất cả mọi người đến kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Và hiện tại bây giờ hôm nay Trung Ngoại Binh chưa thua. Ai da, căng phá mình rồi. Phá chữ thua của tôi à? Ai da, chưa gặp anh em ạ. Giết được một em đi. Ok, một em rồi. Hai em đi. Giết thêm em Vex là ngon. Được đấy, chí mạng tăng cao. Lộn gì vậy? Bây giờ này, mình đang có 5 trận thua. 5 trận thua với 70 máu này, quá tuyệt vời. Game này thì mình đã có một deco sẵn đấy rồi. Vậy nên game này chắc chắn là sẽ có một vị tướng 5 vàng 3 sao xuất hiện trong trận đấu này. Đây này, ông nào nhỉ? Ê, đây, không? Cho vào rồi à? Bây giờ thì mình sẽ cho thêm kết liên mình thôi là win thôi đúng không? Bây giờ mình có thêm quả ấn ngoại binh nữa thì đúng là bơ tuyệt phẩm, bơ phạch con bà triệu luôn. Sang cân team, có deco trong chưa ta? 5 trận thua, 3 tướng 3 vàng thêm một đường của bạn kìa. Thực ra với chỗ thua 5 ngoại binh thì sẽ phần thưởng sẽ hấp dẫn hơn. Gì đây? Phải Neko không? Đúng là Neko mọi người ạ. Hai Neko luôn rồi. Hũ vẫn chưa nở mà có hai Neko này thì đúng là tuyệt phẩm quá nhở. Gì đây? Ông này đã nâng cấp đội hình lên này rồi thì mình sẽ thua thôi. 84 máu sao? Khỏe vãi đạn luôn. Ông này thì có lỗi xạ thủ ạ. Đã đốt hai sao kết liên các kiểu. Đến đầu đi ha. Mới không gặp mình sẽ thắng mất thì sao? Bổ sung quân lực à? Ui, gặp ngay bố top 1 thế này nữa. Gì đây? Nóc tùm giao điện luôn à? Ui, con... Sơ nguyên nó hồi phục ghê vậy. Bây giờ chỉ hy vọng xuất hiện một cái lõi công nghệ như kiểu là... Giống như kiểu một cái lõi khủng lồ hóa mọi người ạ. Để mình có thể tăng lượng máu lên và thua 12 trận cho anh em xem đi. Rồi một chút để lỡ nó may nó ra một tầng 4 vàng ấy. Gì đây? Một chuẩn bị thành phần thêm được của bạn mà cái kết quả hũ nhìn kinh điển vậy. Vẫn level 5, ông này vẫn chưa quyết định lên level 6 mọi người ạ. Không hiểu ý định ông này là sẽ là gì đây. Music. Như anh em hay hỏi mình những cái bài hát mình hay để trong video nhưng mà đa phần mình nghe bài nhạc và đa phần mình nghe ở trong đấy nghe online mọi người, nghe online thôi chứ không phải là kiểu gì hết. Ủa sao gặp toàn quái vật này? Mình để đội hình yếu mà toàn gặp cũng mạnh như ta. Rồi gãy lốc luôn à. Xoang tôi rồi. Round này là không giết nổi ai luôn mọi người, bởi vì có nhiều người yếu quá. Có ông yếu cũng mạnh quá mọi người, người thì yếu quá, người thì mạnh quá nên rất là khó để căn sát thương. 8 trận thua, à 7 trận thua, 45 máu à. Vãi nồi, gõ công nghệ tiếp theo của mình là luyện cung này, tấn công điểm yếu này, mình sẽ chọn tấn công điểm yếu đi ha. Để xem nào, 62 máu nâng cấp gì vẫn ở level 5. Không hiểu ông ý định đang làm cái trò gì level 5 này. Tại sao chưa lên level 6 ta? Kết liên 2 sao luôn rồi. 67 máu đang rất khỏe ở đây, 96 máu thì cũng vậy. Mình bắt tướng sẵn mọi người nhá, để xíu nữa nổ hũ mình sẽ cho vào. Khỏe thế.
Mình chỉ gặp ông này xong rồi nhá. Chỉ gặp ông này xong thôi là mình sẽ nâng cấp đội hình lên. Gặp luôn, ok, cũng gặp, đợi mãi. Hay quá, thua đẹp game mọi người. 8 trận thua 40 máu mọi người nhá. Có Vi luôn. Mình sẽ bắt Vi mọi người ạ, để xin nữa lấy Vi lên 2 sao để nổ hũ cho dễ. Con Vi 2 sao là sức mạnh của nó sẽ gọi là khá là bá đạo với những kỹ năng và khả năng sát thương của nó. Máu 76 máu 96 máu, ok, lên căng bằng 2 sao đi. Tám trận thua mà chính như vẫn chưa có thêm một cái Neko nào cả mọi người ạ. Độc hành có khi 2 Shizu 2, ok, khỏe đấy. Ủa ôi, áo trường tính lặng luôn à, ghê vậy người nghe em. Giết được ai không? Giết được ai không? Giết được ai không? Một mạng rồi. Bao nhiêu máu? 29 máu, 9 trận thua mọi người ạ. Mà vẫn chưa thấy cái một cái Neko nó xuất hiện cả. Một Neko giúp, ok, mình hiện tại mình đang có 3 Neko rồi mọi người. 3 Neko trong rương rồi. 64 máu, giúp đồ 76 máu, ok, nhai được mọi người. Mình sẽ di chuyển đội hình qua bên đây. Vậy là có 3 Neko trong một trận đấu rồi. Nói không nghĩ cuối cùng mà thêm quả trứng vàng cũng hấp dẫn luôn mọi người. Giết được Kassadin luôn. Kassadin, giết Kassadin đi. Không giết nổi rồi. 19 máu, 10 trận thua. Ui, nếu mà kiểu mà thua đẹp đẹp một chút là chắc 12 trận luôn mọi người ạ. V2 mọi người đấy, ok đấy. Đấy là thứ mình cần đấy mọi người, V2 sao rồi, Midthorn 2 này. Sao đau bụng với ta? Đau bụng thế nhở? Khéo nhỏ mà chơi tao chút chắc nhở? Từ từ từ, đã nổ hũ đã. Chứ mày biết chơi nổ hũ đâu. Vậy là chơi đây. Ai da, thêm một gam bảo thạch nữa à. Bây giờ thì mình vẫn đang muốn thua thêm một trận nữa. Ui, này đồ này, ghê ha. Gì mà item cả sắp một cái hình như cái hình nón đấy này, ghê vậy. Mình đang muốn thua tiếp một trận nữa. Mình muốn thua tiếp một trận nữa mọi người ạ. Cocky, bắn nhiệt tình vào. One shot. Hai mạng rồi. Thêm mạng ba đi. Nó tu nữa. Ôi, nổ hũ bắt đầu mọi người, nổ hũ bắt đầu. Gona cố lên Gona, ôi, nổ hũ rồi mọi người. Em mang cái bồ đấy cho anh nghỉ rồi nha.
Ok, chắc được 3 Neko. À đủ 4 Neko anh em ạ. Câu trả lời chúng ta là chính là 4 Neko. Mình sẽ show lên cấp vội nha để đợi lõi công nghệ cuối cùng. Cho mình luôn cái mũ phù thủy này. Đợi lõi công nghệ cuối cùng mọi người, để xem là lõi công nghệ gì. Hy vọng sẽ là một lõi công nghệ kiểu khuyến mãi kinh nghiệm để mình up level 10 luôn. Với con vi đồ này thì không sợ thua đâu mọi người ạ. Vì sát thương khủng á, cộng thêm cả một cái trang bị bút rồng nữa, nên là cái lượng thủ của nó cũng khá ổn. Chỉ 16 máu vẫn cháy. Oh my god, nhìn. Ủa xinh thế. Ôi ơi, yếu yến mất rồi. 4 Neko kìa. 4 Neko mà không làm một vị tướng năm vàng 3 sao thì phí quá đúng không? Lâu lắm chưa làm quả Victor 3 sao rồi thì có thể làm Victor 3 sao cũng khá hấp dẫn. Thì đây, Queen xạ thủ full chí mạng, ghê vậy. Caitlyn 3 sao nữa. Nhưng sao? Cọc kia ơi. Ây da, thua luôn à? 12 máu à? Không sao, cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi. Oh my god, nhìn. Sang chảnh thế. Dây xì Galio. Mình sẽ búc cái búc con dây xì vậy. Búc dây xì mọi người. Bật mic lên. Ok, bây giờ thì mình có thua một phát rồi, hơi căng, nói chung là hơi kèo hơi căng đúng không? Top 1 này. Hỏi làm gì không cho. Ngắm gì? Không ngắm hết. À! Chết rồi, vừa bắn Miss Fortune rồi. Logo xe gì em ơi? Degot. Đắt tiền ra. Bình thường. Cái xe trắng hôm qua mình ngồi ấy mà. Xe nào? Có xe ô tô trắng ở shop đấy, là con Megot. Không, con đấy con Civic mà. Nào, khuyến mãi kinh nghiệm đi, xuất hiện đi Bly, tôi đang đợi bạn đấy, khuyến mãi kinh nghiệm ạ. Tận 110 vàng thì chắc chắn up level tầm khoảng level 9 nữa rồi. Ok, không phải lõi kim cương, sức mạnh khổng lồ, tắp tự chế. Mình sẽ lựa chọn cái đơn vị chúng ta trang bị rất thống đi mọi người. Nhỏ loa thôi. 85 máu, 48 máu thì sao? Ok, chắc là win được thôi. Bây giờ mình up level 9 luôn Ron. Cân bằng cho
Ây da. May sao con V carry tốt quá. Nếu mà mình có lõi khuyến mãi kinh nghiệm ấy thì chắc chắn với các bạn luôn là mình sẽ có một trận đấu một vị tướng nắp vàng 3 sao từ round 5 chấm luôn. Với 4 Neko này thì chắc chắn là điều sẽ xảy ra. Oh my god. Neko nữa không? Đừng nói thêm quả Neko nữa thì ảo luôn này, Jesse này anh em. Mình bây giờ thì chuẩn bị up level 9 rồi. Còn khoảng tầm 3 round up level 9 mọi người ơi, và chắc là mình sẽ ôi bò rồi. Mid Fortune của mình bây giờ skill một phát cũng khá là bá. Top 1 mọi người. Bò áo cho tính lặng này, không sao. Vi lượng mình mana nó thấp lắm. Dính cái này cũng không sao cả. Mifato skill mất luôn, đúng rồi. May sao có cái quả của nó công nghệ tấn được yếu điểm mọi người. Giảm giáp của đối thủ đi. Bắn cho nó khét. C2 này. Bây giờ thực sự là không cần 5 ngoại binh đâu mọi người. 5 ngoại binh bây giờ là quá phí phạm. 5 ngoại binh bây giờ là sẽ tỷ lệ mình sẽ cút rất cao á. Rồi Ronan Jesse nó làm quả Jesse 3 sao mọi người. Bây giờ mình đang có ban Jesse và chỉ cần lượng tướng là quả V 3 sao này. Siêu cô à. Ây da. Jesse bây giờ mình đã có 4 Jesse. Thêm một con Jesse là mình sẽ lên Jesse 3 đúng không ta? Không, hai con Jesse nó mới lên 3 sao được hả? Một trận đấu có quá nhiều Neko. Queen gậy lốc. V à? Lên V 3 sao, Silco thì lâu cũng lâu lắm là chưa làm Silco. Không có Jesse à, có Victor mọi người ạ. Bắt Victor vậy. Hơi căng, hơi căng. Một trận đấu có full Neko.
4 Nico quá nhiều. Má. Má mày. Bình. Nhìn căng ấy nhở, kéo là thua không ta? AC 3 Mid Fortune. Ok, ui. Quy xạ thủ khét vãi mà mọi người à, bắn một phát clear map mình luôn á. Jaxi đâu rồi ta? Bé Jaxi của tôi ở đâu rồi? Tam kem rồi này. Lại xin nick tiếp à? Tam kem 2 sao luôn mọi người ơi. Chắc mình sẽ bán, lâu sau mình sẽ bán Gamma Lăng đi ha. Nocturne win được mọi người. Bây giờ mà làm Tapken 3 sao, nút của V 3 sao cũng khá hợp lý. Nhưng mà mình lại muốn nhiều hơn nữa cơ mọi người. Mình lại muốn nhiều hơn nữa cơ. Mình hơi tham lam một chút. Bột xanh. Để ra hàng Tapken nữa là ngon luôn này. Ra thêm 2 con tam ken nữa là mình sẽ lên tam ken 3 sao. Mình làm sao để lên được thì điều đó mình chưa biết. Đòn không ra mọi người ạ. Nico nữa. Kai'Sa. Anh em cũng đang còn nhiều máu, 57 máu, 39 máu mọi người ạ. Đang còn nhiều lắm. Dây C này. Năm bảy máu win luôn rồi, bỏ 2 sao cơ. Vẫn đang kiểu nó kiểu tướng như này nó mình khó khăn quá, không biết nên all in con gì. Jerry 3 sao rồi mọi người này. Jerry 3 sao rồi, tam ken luôn. Đợi đau sau rồi tính đi. 19 máu này, 19 máu cho gắt 3 sao nhưng không sao, mình vẫn có một con Jerry cầm diệt khổng lồ rồi. Khóa đi mọi người, đau sau mình sẽ bán dây si đi nha. Đợi đau đi chợ, hết đau đi chợ mình sẽ bắt đầu là mình sẽ làm một vị tướng 35 vàng 3 sao cho anh em xem.
kiểu Tăng Ken 3 sao cho mũ thủy với hai găng bảo thạch nhờ. Hai mũ một cái này nhờ. À không, hai găng bảo thạch nhờ. Nuốt phát được 4 triệu đam. Ok, cho là chắc kèo nhỉ, cho anh em xem đi, giữa thua mất. Dạ, Jerry, ô, bắn nhìn có vẻ ui sổi rồi. Một deco nữa, bây giờ mà một deco nữa không biết làm gì nhỉ, hay bán hết tướng cho all in luôn ta. Một cái lốc, Jayce, Kai'Sa, book Kai'Sa đi. À, VIP à? Ôi, quạt VIP cho Jerry luôn. Kiểu làm cho Jerry 3 cái Sojin nó sẽ dùng skill nhanh hơn đúng không? Rồi ok. Kích hoạt. Phẫn nộ. Phẫn nộ. Phẫn nộ level mát. Bắn kìa. Bắn kìa. Tỏa đạn. Bá vãi. Vẫn còn một round để cho anh em xem giai đoạn quẩy nữa mọi người ạ. À, bắt siêu cô. Bắt siêu cô để tăng mana cho giai đoạn mà quên mất. Bắt mọi người ạ. Quên mất. Lỡ mất cơ hội rồi. 14 tiết. 14 tiết này, bây giờ đang có bò 2 sao. Warwick, chuột. Cũng khỏe phết đấy. Điền đầu luôn cho nó kích hoạt nhanh. Nào Jerry. Bắn. 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 Fort. 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 Ok. Ây da. Vẫn sống à? Giờ đi quẩy hơi nhiều round rồi đấy. Đây là Siko đồng ơi. Một cái Sojin. Đợt trước mình làm một video về Jerry 3 mũ rồi. Anh em xíu nữa mình sẽ để quẩy video cho anh em xem. Một con Jerry 3 mũ của người nhá. Yeah. Chào Yến nha. Bỏ rồi chia tay rồi. Ừ. 4 máu. Ông này giờ cho dù trừ lên khi nó lên được con kiểu là cũng khó xử trong này, ông này cũng hơi khó để có thể khiến trận đấu nó trở nên win được đúng không? Ấy lại thêm một deco đó mọi người này. Là trận đấu mình có bao nhiêu deco nhỉ? 5 deco mọi người ạ. 5 deco cho một trận đấu luôn. Khét vãi nồi. Tặng thêm con Jerry nữa. 5 Neko cho một trận đấu. À chuyện tuyến lặng à? Ok. Vẫn có vẻ một người chơi rất là cố gắng à. Nào Jerry, quẩy. Fail, fail, fail. Endgame, chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.